chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hiện tại quý vị và các bác chúng ta đang được nghe nhạc, đang được nghe những bản rumba rất là tí tách và rất là hay, được cặp loa WeWork G2000 Pro thể hiện ra. Vâng, cặp loa này là cặp loa 6 đường tiếng và hai lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Cặp loa này tái tạo lại âm thanh cực kỳ là tốt. Với cặp loa này, các bác nghe nhạc, karaoke và xem phim, hình thức đẹp, chất âm hay, giá thành rẻ. Hiện tại thì cặp loa WeWork G2000 Pro này thì giá đang là 7 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển. Và cặp loa này có một cái công suất rất là lớn. Công suất maximum của cặp loa này lên đến 1200W. Và các bác chơi ở trong những gian phòng từ 40 đến 45 mét vuông mà phòng các bác là phòng không gian mở, các bác vẫn chơi bình thường và các bác chơi rất là hay. Hai âm chung 16 nó sẽ cho quý vị và các bác một cái lời ca tiếng hát rất là tròn vành rõ chữ và rất là sắc nét. Khi hai âm chung mà các bác hát karaoke thì nó sẽ lời ca tiếng hát của các bác nó sẽ rất là tròn tiếng và trong sáng sạch. Còn các bác nghe nhạc thì khi lời ca tiếng hát của ca sĩ cất lên thì như là ca sĩ đang đứng ở trước mặt chúng ta và hát cho chúng ta nghe vậy. Và ba giải chắp giấy nó sẽ không gây cho quý vị và các bác cảm giác chói tai các bác nhé. Tí tách lên càng lạch cách rất là hay. Còn bát 30 rất là sâu tiếng, chắc tiếng và tròn tiếng các bác nhé. Vâng, cặp loa này bên em đã có những video giới thiệu rất là chi tiết về cả những kích thước của cặp loa rồi. Hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua thôi và video này em sẽ test thử tiếng mic các bạn nha. Em sẽ test lại cái tiếng mic, cái tiếng karaoke bằng cặp loa WeWork G2000 Pro này. Vâng, một trong những dòng loa cây mà hiện tại bây giờ là đang bán chạy nhất và được nhiều bác săn lùng nhất và cháy hàng liên tục các bác nhé. Vâng, và nếu so về dòng loa cây, so về dòng loa thùng, so về dòng loa cây, loa thùng thì cặp loa WeWork G2000 này sẽ không có đối thủ ở trong cái tầm giá 7 triệu đồng các bác nhé. Dẫn nhìn xuống đồi thơ
hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buồn, biết ai thương bước câu liều, một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dở. Đêm xuống than thở vang cũng hờn, thêm sắt sẽ tâm hồn người đi trong bóng cô đơn. Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ, nhặt hoa thấy lòng buồn không bên bờ. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương giữ sương rơi. Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, trong những dòng loa mà thời điểm hiện tại bây giờ là đang bán chạy nhất. Đấy. Và đang cháy hàng liên tục. Với cặp loa WeWatch G2000 Pro này thì như vừa nãy em đã báo giá rồi, giá chỉ có 7 triệu đồng thôi, đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Mọi chi tiết thì xin các bác chúng ta vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.